Xe lùn xanh vận chuyển 7 tấn nầm lợn không nguồn gốc. Lực lượng chức năng Hà Nội vừa phát hiện một xe lùn xanh đang chở 7 tấn nầm lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, được đưa từ Lào Cai về Hà Nội tiêu thụ. Tin từ Tổng cục Quản lý Thị trường ngày 27 tháng 9, đội Quản lý Thị trường số 5, Cục Quản lý Thị trường Hà Nội đã phối hợp với đội Cảnh sát Kinh tế, Công an quận Hai Bà Trưng ra quyết định số 000-55548-QĐ-KPTDV để khám phương tiện vận tải đối với xe ô tô mang biển kiểm soát 34H00747. Đây là phương tiện được cấp giấy phép luồng xanh, được ưu tiên hoạt động trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Tiến hành kiểm tra phương tiện, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang chở 140 thùng nầm lợn, trọng lượng 50 cân một thùng, tổng trọng lượng hàng hóa là 7 tấn. Chủ xe đồng thời là chủ hàng hóa là ông Nguyễn Danh Hào, thường trú tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hào không xuất trình được hóa đơn chứng từ kèm theo, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ông Hào khai nhận số hàng hóa trên được ông mua gom trôi nổi trên thị trường, vận chuyển từ Lào Cai đưa về Hà Nội tiêu thụ, bán kiếm lời. Toàn bộ số hàng hóa trên không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Theo ông Vũ Văn Huyện, Phó đội trưởng đội Quản lý Thị trường số 5, trị giá số hàng hóa thu giữ là 2,1 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đã thu giữ toàn bộ hàng hóa trên và xử lý theo quy định của pháp luật. Phó đội trưởng đội Quản lý Thị trường số 5 khuyến cáo, bước vào dịp cuối năm, nhất là khi thành phố Hà Nội đã nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch, những hành vi vi phạm về hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ gia tăng. Vì vậy, để bảo vệ sức khỏe của chính mình và gia đình, người tiêu dùng nên chọn mua thực phẩm hàng hóa ở những địa chỉ uy tín, không mua và sử dụng hàng hóa không rõ nguồn gốc, chất lượng bán trôi nổi trên thị trường.